giàu đến run người. Có lúc ngồi cười rất tươi, nghe như đời không trôi nữa hay đi quá mau. Khi đường phố lên đèn là lúc tâm hồn ta lắng lại. Dẫu không bờ vai chia sẻ, không đôi tai nào lắng nghe, hiểu cũng được, không hiểu cũng không sao. Quan trọng là ta đã tỏ cùng nhau tự tình lúc không giờ. 3 năm tình cảm thật sự là nhiều, nhưng mà nước mắt cũng nhiều lắm chị. Trong lúc em buồn bã nhất thì có một người khác xuất hiện. Người ấy lấp đầy tất cả khoảng trống trong lòng em lúc này. Em và người đó chỉ dừng lại ở mức tình cảm anh em bình thường, chứ chưa tiến triển gì xa hơn. Bởi em còn chưa giải quyết được chuyện tình cảm hiện giờ của mình mà. Một phần em còn tình cảm với bạn kia, nhưng tình cảm nó không còn nhiều như trước. Em phải làm gì đây? Trong khi em đang quen người này nhưng lại bắt đầu phát sinh tình cảm với một người khác nữa. Anh dễ thương quá vậy Nam Bé Trưng. Anh lý giải gì về cái gối mà anh mang theo hôm nay? Đây là cái sở thích ấu thơ của mình, đó là Pokemon. Và khi mình đi ngủ thì mình cũng muốn có những người bạn như thế này. Dạ. Nói với chương trình mình liên quan tới cái sự ngủ là mình nghĩ ngay tới những người bạn này mình mang theo liền. Rồi, kiến thức của em về Pokemon rất là hạn chế. Em chỉ biết được mỗi Pikachu thôi. Đây là bạn gì đây ạ? Đây là bạn Snorlax. Đây là cũng là một trong những bạn nổi tiếng toàn thế giới của Pokemon. Là một trong những con nổi tiếng nhất. Và cái năng lực của nó là? Nó là một cái con hệ bình thường. Nghĩa là một cái con gấu bình thường. Nhưng mà nó rất là to. Và quanh năm thì nó ngủ thôi. Ngủ ly bì vậy thì nó cứu được thế giới chỗ nào ạ? Vậy mà khi mà trong những cái trận đấu quan trọng của nhân vật chính thì nó lại là những nó lại là cái con chủ chốt để mà mang về chiến thắng, bởi vì nó có một cái sức chịu đựng rất là mạnh và những cái tuyệt chiêu của nó thì cũng rất là mạnh. Sao em nghe tả giống như tả người anh của em là Hamlet Trương ấy. Là anh ấy không bao giờ ồn ào, không bao giờ có những cái scandal, cũng không bao giờ thích làm đánh bóng mình bằng những cái gì nó xa hoa lấp lánh. Mà thường mà em gặp anh Hamlet Trương là đâu? Ở trong chùa. Anh đang làm gì? Anh ngồi tụng kinh, anh đi thuyết giảng, anh đi giao lưu sinh viên, rồi hoặc là anh đi hát bolero xong anh đi về. Anh cũng không có ham thích mà đi tụ tập bạn bè chè chén. Có phải là do anh thích bạn Pokemon này nên tính cách của mình cũng rất là chịu đựng, rất là bình an, lành tính như vậy không? Thiệt ra để mà có thể có được scandal hay là một cái gì đó ồn ào thì nó cũng phải có một cái khả năng đó chứ. Mà Trương thì không có khả năng đó. Cho nên là cuối cùng thì mình thích chọn một cái cách sống nó được bình lặng hơn. Tại vì quan trọng nhất cuối cùng vẫn là mình muốn được ngủ ngon. Mình là con người bình an không có nghĩa là mình không có câu chuyện phải không nè? Mình có nhiều câu chuyện lắm. Thế thì tốt quá. Em hy vọng một những câu chuyện đó sẽ có những cái sự đồng cảm với câu chuyện hôm nay. Thôi em gửi anh để anh thử đọc xem hôm nay cô ấy hoặc là anh ấy muốn gửi gì cho mình nha. Người thay thế tạm thời. Dạ. Em quen một bạn nam cũng chỉ hơn một tuần nữa thì được 3 năm. Nhưng mà hôm qua em đã lấy hết sức can đảm của mình để nói chia tay. 3 năm nay tình cảm nó thật sự là nhiều, nhưng mà nước mắt cũng nhiều lắm chị. Gia đình em thì cấm cản, nhưng em vẫn đi trái ý lại với gia đình em mà quen bạn đến giờ. Nhưng mà mấy tháng gần đây thì bạn khác lắm. Bạn không còn quan tâm em nhiều nữa. Có khi vì một chuyện nhỏ nhặt mà 2-3 ngày liên tiếp cũng không nhắn, không gọi cho em được một lần. Bạn lấy lý do bạn bận, bạn áp lực công việc, nên dù có thế nào thì em cũng luôn cố gắng bỏ qua hết. Vì đã yêu thì em nghĩ vài chuyện nhỏ nhặt như vậy thì nên bỏ qua hết. Yeah. Rồi mỗi lần bạn im lặng, em đều đợi đến cuối tuần được nghỉ là lại chạy qua với bạn. Đến khoảng hơn 1 tuần trước, bạn lại im lặng và em không còn đủ kiên nhẫn để chờ, để đợi, để đi tìm bạn nữa. Trong lúc em buồn bã nhất thì có một người khác xuất hiện. Người đó lấp đầy tất cả khoảng trống trong lòng em lúc này. Người đó làm cho em vui và không còn suy nghĩ nhiều về những chuyện khác nữa. Nhưng em và người đó chỉ dừng lại ở mức tình cảm anh em bình thường, chứ chưa tiến triển gì xa hơn. Bởi vì em còn chưa giải quyết được chuyện tình cảm hiện giờ của em. Một phần là em còn tình cảm với bạn kia, nhưng tình cảm nó không còn nhiều như trước nữa. Rồi hôm qua lúc em nhắn tin để chấm dứt mọi chuyện thì bạn đó lại nói là nhớ em, nhưng lại không biết không. Nhưng lại không biết sao không thể nói với em mà chỉ biết im lặng. Em phải làm gì đây hả chị? Trong khi em đang quen người này, nhưng em lại có tình cảm với một người khác. Dạ, như mình tạm gọi đó là say nắng người thay thế. Nhưng mà thật ra trong trái tim mình biết ở đâu là trung tâm, phải không anh Hám Trương? Anh thì viết nhiều bài lắm rồi, em thấy trong cái câu chuyện mà người thứ ba hay là chuyện tình lá, gió và cây nó rất là nhiều luôn á.
Nên... Và cả luật cho người thay thế ngày xưa nữa. Chứ anh thấy cái luật thay thế như thế nào? Hiểu. Trước hết là rất là hiểu. Và thông cảm cho cái sự dây dứt của bạn. Bởi vì khi mình thiếu hụt một cái điều gì thì dĩ nhiên là người ta sẽ phải hân hoan khi mà được bù đắp bởi một cái gì đó mà họ đang cần. Cho nên là bạn, anh trước hết là anh phải hiểu và thông cảm cho bạn trước, chứ anh không có trách. Còn Trinh thì sao? Em cũng thông cảm cho bạn, bởi vì đâu đó thấp thoáng trong đời mình, kiểu gì mình cũng đóng cả ba vai này. Một vai á, là mình bị người ta tổn thương, người ta quay lưng bỏ đi sau một thời gian gắn bó. Rồi mình gặp một ai đó mình cảm thấy là lấp đầy được khoảng trống tạm thời, và mình biết đó là tạm thời luôn. Một vai á, là mình là người lấp vào một khoảng trống của ai đó vừa chia tay, và người ta đến với mình vì người ta chán quá, người ta cô đơn quá, cần một vòng tay mà mình đang giúp đỡ người ta vượt qua, như những hai người lạ song song trong những hai hành tinh cô đơn thôi. Người thứ ba tất nhiên là người bỏ người khác, chán chường và không có cái gì để nói nữa, mình cứ dứt áo mà ra đi thôi. Nhưng mà cả ba nhân vật này đều có những cái nỗi khổ riêng, đâu có chắc là người ta quay đi mà lòng người ta không quay đầu, tim người ta không đau. Người ta cũng có những cái hối hận, những cái trăn trở khi mà đã đầu tư bao nhiêu thời gian mà cuối cùng cũng mất nhau. Em thấy cả ba nhân vật này đều là mình hết. Mình của tuổi trẻ, mình của bây giờ hoặc là mình của tương lai thì sao? Anh có một cô bạn mà cổ có một cái tính rất là hay, đó là sự thẳng thắn. Có một đợt cổ say nắng một người đàn ông khác ngoài cái người mà cổ đang yêu. Cổ về cổ nói với người yêu của mình luôn. Cổ nói là anh, em đang thích cái anh đó quá. Thích là thích như kiểu ám mộ hay mình nói thẳng là mình có tình cảm luôn? Tình cảm với người đó. Ok. Và mới đầu anh cũng sợ lắm nha, anh nghe thấy tại sao người ta lại có thể thẳng thắn một cái chuyện mà lẽ ra nó phải là bí mật. Nhưng mà cuối cùng thì nó lại hay ở chỗ là tự nhiên bây giờ mình khiến cái người kia cùng mình giải quyết cái vấn đề đó. Và rõ ràng là tất cả chúng ta đều luôn có những cái khoảnh khắc ngoài vợ ngoài chồng. Có thể là chúng ta không công nhận, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng có những cái khoảnh khắc để mà nhìn ngắm sang một cái nhân vật nào đó, một cái người có thể bất ngờ khiến cho chúng ta cảm thấy được là chúng ta được sống lại tuổi trẻ của mình chẳng hạn. Cho nên là nhiều khi anh thấy cái cách thẳng thắn như vậy nó cũng hay. Và hiện tại thì anh nghĩ là cô bạn này cũng vẫn chưa có đủ một cái sự dũng cảm để mà có thể thừa nhận cái tình cảm đó với người yêu của mình. Biết đâu nếu cổ thử trao đổi thì sao nhỉ? Em có nghĩ tới chuyện đó không? Trao đổi hả? Nó còn không quan trọng lắm nữa. Tại vì em thấy là cũng sắp chia tay tới nơi rồi. Đúng rồi. Xong rồi người ta nói là cô Brahma hả? Cô biết là sắp chia tay thì cô tạo ra một cái cú hích để cho tôi kéo lại. Đã hết yêu rồi thì thật ra cô có quen cả 10 thằng tôi cũng không quan tâm. Em lại có cái cảm giác là như vậy. Em lại nghĩ là nếu như thật sự mà mình bớt đặt tên cho mối quan hệ đó là mối quan hệ lâu năm đi, mình chỉ đặt tên là đây mối quan hệ có vui hay không vui thôi, thì có thể là bạn đã dành được nhiều cái sự quan tâm hơn. Biết đâu có thể mình xem xét thôi. Người thay thế đó mới là định mệnh của mình thì sao? Tại sao phải gắn cái mác lâu năm đó mà phải bám theo? Bởi vì tôi đã đầu tư 4 năm, tôi không thể nào mà bỏ được. Tôi không thể mất thời gian một cách vô ích như vậy. Anh nghĩ là tình cảm mình không đo bằng hằng số thời gian đếm được. Một người có thể mình vừa gặp mình có thể coi là tri kỷ, bởi vì mọi thứ nó được đo bằng cái tính người và cái sự phù hợp với nhau. Chứ không phải là cái người này mình nói mình quen 6 năm, 11 năm thì họ sẽ không phản bội mình. Trong cái lá thư này nó có một cái chi tiết, đó là cái anh người yêu này ảnh bơ cổ. Theo em thì có bao giờ em cảm thấy là mình có thể bận tới mức mình không quan tâm được tới người yêu mình không? Em chỉ là không thật sự đặt tâm ở người đó thôi, chứ không phải là không có thời gian quan tâm. Một tin nhắn mất có một giây để gửi I'm okay, how are you? Đúng không ạ? Vì mình không có họ trong lòng. Cho nên là mình không có dành được một khoảng thời gian nào cho họ hết. Và trong ở phía cạnh một người phụ nữ đi, đi thì lại không nỡ, ở thì không đành. Vậy thì nếu mà em ở trong vị trí của bạn thì em sẽ nghĩ sao? Em ở trong vị trí của bạn hả? Em sẽ bị rối. Rối. Em sẽ đang không biết là ủa vậy là cái ly bị rách đáy trong lòng mình á. Nếu mà có một cái ly mà nó không có đáy, cái tình cảm chảy vào thì nó cứ chảy ra, nó không có được lấp đầy. Nó còn tồn tại như vậy đến bao giờ nữa? Mình thấy rõ ràng người thay thế đến mà rót vào mình một cái cốc, nhưng nó cũng tuột ra. Chứ nếu nó không tuột ra là mình đã đầy lên với người đó và mình đã tiến tới một mối quan hệ rồi. Cái gì đã làm cho cái ly đó nó mất đi cái đáy? Em sẽ đi tìm cái đáy của em. Cái gì để chặn nó lại, để cho nó không như một lỗ hổng của vũ trụ.
vào là ra, vào là ra. Bao nhiêu tình cảm người ta rót cho mình, bao nhiêu cái tình yêu thương của gia đình hay bao nhiêu cái niềm vui cuộc sống đi ra hết, mà chỉ để lại nỗi trống rỗng trong lòng mình thôi. Em sẽ tìm cái đấy đó. Và cuối cùng anh thấy đáng sợ nhất trên đời này chính là hy vọng. Ừ. Tại vì cô vẫn còn đang hy vọng là có thể dớt dác được một cái gì đó của tình cảm đã đã phôi phai dần, không công nhận được. Tại vì đối với người phụ nữ khi mà họ yêu rồi thì họ, anh nghĩ là họ vẫn luôn muốn được giữ lại một cái gì đó lâu năm, bởi vì cái đó nó quy định trong bộ gen rồi. Là sao? Nghĩa là phụ nữ họ, cái estrogen á, nó khiến cho họ muốn được gắn bó và thủy chung. Còn cái testosterone của người đàn ông thì họ muốn được mới, muốn được khi mà chinh phục, mà khi không chinh phục được thì cái ham muốn nó lại cao hơn gấp đôi vào ngày hôm sau. Wow, đó, đúng đi săn bắn quá vậy. Chính xác. Và chính vì cái nó khiến cho hai giới rất là khác nhau. Dạ. Và vì vậy khi mà người phụ nữ họ đã quyết định gắn bó với một đối tượng rồi, họ rất là muốn mình không thay đổi được. Cho dù khi họ có một cái người mới thì họ vẫn cố gắng đó, dớt dác để mà có thể giữ lại được cái tình cảm lâu năm của mình. Vậy không phải lỗi ở yêu thương mà là lỗi ở estrogen. Cho nên là nếu mà hỏi anh là bây giờ phải làm sao trong cái chuyện này thì anh chỉ muốn bạn hãy lắng nghe con tim của bạn. Khi bạn nhắm mắt lại, cái điều gì sẽ khiến cho bạn cảm thấy ấm áp? Là một người đã bỏ rơi mình hay là một người đã dành cho mình một cái sự chia sẻ mà mình cần trong cái thời điểm này? Và anh mong bạn thêm một cái điều nữa, đó là phải có một cái sự dũng cảm và dứt khoát để lựa chọn một con đường. Anh nhớ có một cái câu là trên đời này không có con đường nào đúng hay sai, chỉ có mình chọn một con đường mà mình làm cho nó đúng. Nếu bạn thật sự muốn rời đi thì bạn cũng phải làm cho cái việc rời đi đó nó đúng, và khiến cho cái con đường bạn chọn cùng với một người mới, nếu có thể, nó cũng đúng theo cách của bạn. Quá triết lý. Làm em nhớ tới Alice in Wonderland, khi mà cô bé Alice lạc vào trong khu rừng gặp cái con mèo mà nhiều răng ý. Cái con mèo hỏi cô bé đi đâu đấy, có đi lạc đấy thì muốn đi đâu đấy, chả biết nữa, cô thì muốn đến đâu không biết nữa, thì không biết đường đi đến đâu thì đi đâu cũng vậy, đi đường nào cũng vậy. Con mèo biến mất. Và đây là một cái câu rất là deep luôn. Thật sự mình đã không biết là mình phải làm gì với con tim của mình không biết muốn cái gì trong tương lai, thì thôi mình bạn mình ở lại trong mối quan hệ rất là trắc trở này, hay là bạn chọn một người mới có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cũng là vậy thôi, ở một mình cũng vậy. Nên Trinh nghĩ mình không thể khuyên được. Với tư cách là một nhà tham vấn chuyên nghiệp như anh Tham Thế Trương, anh cũng biết rõ là mình không thể áp đặt thế giới quan của mình vào tiềm thức của người khác, không thể cài cắm những trải nghiệm của bản thân và ép họ đạt được thành công hạnh phúc. Tương tự như vậy, mình chỉ có thể hỏi ngược lại. Đó là lý do tại sao mà Tham Thế Trương cứ lại hỏi Trinh là Trinh nghĩ thế nào, Trinh thấy cách giải quyết ra sao, vì chưa chắc hai cách giải quyết của chúng ta lại đồng nhất với nhau. Chính xác. Và hai cách của chúng ta dẫu có đúng đi chăng nữa cũng đúng với độ tuổi 30 mấy, không thể đúng với độ tuổi của bạn hoặc là cái trường hợp bạn đang trải qua. Một trong những cái nhiệm vụ của những người coach như tụi Trương đó là khách hàng khi mà họ đến, họ thường đi quanh một cái vùng binh, họ không nói thẳng vào vấn đề của họ. Họ đi quanh một cái vùng binh trong cuộc đời của họ, trong cái cách sống của họ. Và nhiệm vụ của cái người coach là phải khiến cho họ chọn một con đường để ra khỏi cái vùng binh đó. Bạn có thể chọn cầu nhị thiên đường, hoặc là bạn chọn cầu chữ Y. Thậm chí bạn có thể chọn cầu chữ Y để bạn thấy cuối cùng cầu nhị thiên đường mới đúng. Nhưng mà bạn phải chọn. Còn nếu không thì bạn sẽ lòng vòng trong cái vùng binh đó mãi mãi, không thoát ra được. Chính vì vậy là thường tụi mình vẫn luôn muốn là một người trẻ hãy có một cái lựa chọn và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Và dám tin là cho dù mình chọn như thế nào, mình cũng có thể làm cho nó đúng. Đấy, vấn đề ở đấy. Không phải là mình mời anh Thanh Lép Trương, một nhà văn có kinh nghiệm, một nhạc sĩ tài tình của Paris by Night, hay là một nhà tham vấn đầy tiềm năng để mà chỉ cho bạn, ok, anh đã trải qua chuyện này rồi, anh khuyên bạn nên ở một mình đi để mà tĩnh lặng đi, rồi sau này bạn sẽ biết chuyện gì xảy ra. Không. Tất cả mọi người đều muốn là make your choice, bạn hãy tự tạo một cái quyết định của riêng mình và mình chịu trách nhiệm quyết định đó. Và bạn sẽ biết rằng quyết định sai đúng, nó cũng là một quyết định, nó không phải là một cái điều quá tệ hại. Lỡ chọn sai, một năm sau mình chia tay, không sao, cũng đã có một năm nhiều trải nghiệm. Và sự lựa chọn của bạn như thế nào đi nữa, mình không nói là mình ủng hộ, nhưng mình sẽ rất tôn trọng, vì at least cuối cùng bạn đã là người quyết định và bạn không đổ lỗi cho ai. Năm đó tại Hamlet Trường bắt tôi rời đi nên tôi mới mất một người yêu thương, hay là năm đó chị Hà Trinh bảo tôi hãy bình lặng và ở một mình nên tôi mới cô đơn và đau khổ như thế này, vì tôi là người cảm xúc mà. Đừng nhờ ai khuyên bảo, mà hãy
nắm lấy sự lựa chọn của bạn bạn nhé. Và bạn phải nhớ một điều là nếu bạn không chọn thì người khác sẽ chọn. Không phải là người khác chọn mất cái người của bạn yêu đâu, mà là cái người mà bạn yêu họ sẽ chọn. Chọn rồi sao bạn? Đúng rồi, họ sẽ chọn một cái lựa chọn của họ và bạn có thể không nằm trong đó. Và cuối cùng bạn sẽ mất luôn quyền chủ động trong cái cuộc tình đó. Có thể anh người yêu cũ sẽ quyết định sẽ dừng lại. Thậm chí anh người yêu mới cũng quyết định dừng lại. Thì lúc đó bạn kẹt lại ngay đó vì bạn không chủ động ngay từ đầu. Cái điều thú vị trong cái chuỗi phim Black Mirror của Netflix là trong một số tập người ta có thể chọn được cái đáp án khác nhau. Mình có thể chọn A hoặc B để cho cái câu chuyện diễn biến nó khác nhau. Chẳng hạn hai bé Trương bây giờ nói xong đi về hay là đi qua nhà trên chơi thì nó sẽ có hai cái kết quả hoàn toàn khác nhau. Nên hy vọng là make your choice, bạn chọn cái gì đi chăng nữa, cuộc sống vẫn sẽ luôn có những cái đáp án thú vị khác nhau dành cho bạn và nó đều có những cái thông điệp và giá trị riêng. Và bây giờ thì em chọn, nếu mà được chọn, em chọn muốn nghe một bài hát từ anh Hà Đức Trương mà thật là gần với câu chuyện này cơ. Anh sẽ tặng một bài hát cho bạn. Để mà tặng cho bạn một bài hát thì anh sẽ chọn một cái sáng tác mà ở trong đó nhân vật họ rất là ngây ngô, rất là đơn thuần trong cái cách mà họ yêu. Để nhắc nhớ cho em một điều là khi mà đứng trước tình yêu mình không cần cái gì nhiều, không cần tính toán, không cần phải chiêu trò hay đắn đo gì hết. Mình cứ là mình và mình chọn những gì mà con tim mình chọn. Và chàng trai này đã chọn điều mà anh ấy muốn, đó là đứng trước sân nhà của cô gái này cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bây giờ xin được gửi tặng em và những người đang theo dõi Tự Tình Lúc Không Giờ của Liêu Hà Trinh bài hát Để Dành Nước Mắt. Dạ, mà trước khi hát bài Để Dành Nước Mắt, em có một món quà mà em nghĩ là vô cùng hợp với một người yêu thích sự thiền định như anh. Trong đó sẽ có một hũ nến để mà anh thiền định mỗi tối dễ ngủ nè. Rồi một chai nước hoa mà cái hương của nó là được nghiên cứu dựa trên tiểu sử của anh. Câu chuyện của anh thì là người sáng lập là chị Yến á, của Nâu Nâu mới làm riêng một chai nước hoa. Cái mùi là dành riêng cho cái tính cách của anh nè. Em cũng chưa biết là cái gì trong đó nữa. Có thể là mùi hoa súng, mùi thông, mùi rừng, mùi biển, hoặc là mùi thành phố, hoặc là mùi Hà Nội, ai mà biết được. Và còn có một cuốn lịch để mà anh có thể ghi lại những cái gì mà quan trọng nhất, ý nghĩa nhất của 2020 anh nha. Cảm ơn Trinh rất là nhiều và cảm ơn Trinh vì đã khởi động chương trình này để mà mọi người có thể được đối thoại với bản thân của họ vào một cái thời điểm có thể nói là yên tĩnh nhất của ngày. Dạ. Có con đường nào dài rộng mãi để anh đi với em thật lâu, mãi không còn nhau, quay về anh biết phải thế nào. Em bảo rằng đừng yêu em nữa, hãy quên đi tất cả về em. Anh sẽ làm thế nếu ngày mai ánh dương ngừng lên. Nếu em thật lòng mong muốn thế thì anh xin chấp nhận rời xa. Em yêu người ta, anh về nghe tháng năm phai nhòa. Cuối con đường này vài giây nữa là anh đánh mất đi người thương. Xin em đừng khóc để lòng anh bớt đau được không? Dù sao đi nữa, anh sẽ mãi là một cậu trai đứng trước sân nhà em năm nào. Còn mãi dành tình yêu ngày dài vì em giữa muôn vạn người trên thế gian. Dù sao đi nữa, anh sẽ mỉm cười để dành lại nước mắt cho ngày ta tương phùng. Ngày vui niềm vui chung, đau niềm đau chung, để biết chọn lòng anh chỉ yêu mỗi em mà thôi. Chỉ mỗi em mới biết buồn sao, còn đàn ông có lẽ nào sỏi đá. Chỉ có mỗi em giả vờ như xa lạ, nhưng trong lòng tự biết vẫn rất đau. Em tưởng mỗi em cố gắng để quên nhau, rồi vô tình nhắc tên là lại nhớ. Đâu phải chỉ mình em mắc nợ, trả xong rồi
mà cứ thiếu hụt hoài. Ừ, chính anh cũng ngại lắm ngày mai. Thêm một lần yêu, thêm một lần thất bại. Người em đã từng yêu có nào đâu vững chãi, lớn thế nào như mãi ấu thơ thôi. Em tưởng vậy sao? Khi mọi việc đã rồi, em bảo em tổn thương, chắc gì tôi sung sướng. Dù sao đi nữa, anh sẽ mãi là một cậu trai đứng trước sân nhà em năm nào. Còn mãi dành tình yêu ngày dài vì em giữa muôn vạn người trên thế gian. Dù sao đi nữa, anh sẽ mỉm cười để dành lại nước mắt cho ngày ta tương phùng. Ngày vui niềm vui chung, đau niềm đau chung, để biết trọn lòng anh chỉ yêu mỗi em mà thôi.